Xót xa cho bé gái mới sinh ra đã mang cục bú kỳ lạ nổi lên như một cục máu đông. Bé càng lớn thì cục bú ngày càng to và rất đau đớn, làm cho bé khóc suốt ngày đêm. Hàng xóm sống gần cũng khó chịu vì suốt ngày bé khóc không nghỉ ngơi được gì. Mong ước của gia đình, có ai biết phương thuốc hay cách điều trị có thể giúp đỡ cho gia đình để bé không còn phải chịu sự đau đớn này. Rồi em chào chị nha. À, mình tên gì, chia sẻ cô chú anh gì được biết. Dạ, em tên là Phiên. Phiên hả? Dạ. À, chị Phiên năm nay nhiêu tuổi rồi? 33. 33 tuổi ha? Dạ. À, thì hôm nay chị gọi tụi em xuống cũng như hoàn cảnh gia đình của mình như thế nào hả chị? Chia sẻ cho mọi người biết. Giờ chồng là bé nó tai nó vậy, nó khóc hoài tối. Bây giờ mong mấy anh giúp đỡ cho bé. Cho bé nó. Dạ, kiểu như bé bị tai là nổi cục bú hay là sao? Là cục bú, bú máu đỏ. À, cái này là lúc mà mới sinh ra đã bị hay là như thế nào? Lúc mới sinh ra có rồi, có một cục bằng ngón tay. Ừ. Bây giờ bé 5 tháng, bây giờ nó cũng theo 5 tháng, cũng lớn rồi. Dạ, có nghĩa là từ lúc sinh ra thì nó cũng đã có mà rất là nhỏ. Dạ. Và sau thời gian đến nay cũng 5 tháng, dạ. Bây giờ cái cục bú nó càng ngày càng to ra. Dạ. Và chị cũng có đem đi điều trị hay là cái gì không? Dạ không, bác sĩ người ta kêu nó dẫn bé đi chị đi, nói hoàn cảnh bây giờ khó khăn quá, đi bán vé số mà không sống qua ngày nữa. Nhầm khi có, nhầm có ăn, nhầm khi không có ăn nữa. Dạ, có nghĩa là ai bán vé số? Là chồng. Chồng của chị bán vé số dạ, mỗi ngày? Dạ, với đứa con. Dạ. Đứa con 13 tuổi. À, giờ chị... nó ngủ, nó cũng nghỉ học rồi, nó thấy ba nó đi bán mà nên không đủ ăn, nó nghỉ học rồi. Dạ. Rồi chị có tổng cộng mấy người con lận? Dạ bốn. Bốn bé. Dạ. Rồi hiện tại là bé mới sanh đó là bị cục bú. Dạ. Dạ. Rồi mấy bé ở đây có được đi học không chị? Dạ được. Dạ. Và người ta cũng giúp đỡ. À. Một mớ vậy đó. Rồi bé gái là tên gì, nhiêu tuổi rồi chị? Bé tên Theo Quy, 7-4 tuổi. Rồi dạ. Bé kế đó là Quy Rích, 7 tuổi. Quy Rích hả? Dạ. Dạ. Rồi mấy là bé gái với bé trai này là cũng được đi học hả? Dạ. Còn một bé 13 tuổi là đi bán vé số với cha. Dạ. Là còn đi học không? Nghỉ rồi. Thấy ba bán mình nên không đủ ăn, nghỉ học rồi. Rồi đi học nó cũng thiếu thốn nhiều quá. À, kiểu như rồi. Không có tiền để đi học á. Dạ. Cho nên là nghỉ. Còn dạ. Hai bé này thì vẫn tiếp tục cho vẫn đi. Vẫn tiếp tục cho đi học. Còn bé lớn thì không có đủ khả năng cho nó đi học. Nó thiếu, còn thiếu nhiều lắm. Thiếu đồ đạc đi học, quần áo. Dạ. Giúp chị gì cũng tùm lum. Hiện tại thì chị ở đây là cũng như thu nhập chính là chồng của chị đi bán vé số thôi. Dạ. À, rồi chị thì ở nhà chăm sóc mấy bé. Dạ. Rồi cái này thì cũng như là chị thấy là đứa con của chị đó là bị bóp như thế này á. Dạ. Thì chị cũng mới gọi tụi em xuống dạ. Chia sẻ đó ha. Dạ. Nhưng mà cái này bác sĩ có chẩn đoán là nó bị là như thế nào không chị? À, bác sĩ nói chẩn đoán là chị được, tại bé con nhỏ. Dạ. Là bé lớn nữa là chị không được, tại bé còn nhỏ là còn chị được đó. Ừ. Bác sĩ nói gì đó. Nhưng mà chị được là mình điều trị ở đâu hay là như thế nào không? À, người ta kêu đi thành phố á. Thành phố Hoa Nhi á, Hoa Nhi thành phố á. Dạ. Rồi nói gia đình không có khả năng. Ừ. Cho nên là tới bây giờ mình cũng không có đem bé đi điều trị. Dạ. Còn đúng ở bệnh rồi. Viện mình ở Sóc Trăng á là không có điều trị được. Dạ. À, cả nhà ơi, thì cái này mình cũng mới lần đầu thấy luôn ha. Thông thường là cục bú là nó không có màu đỏ, nhưng mà bé này thì này cục có bú màu đỏ. Là màu đỏ. Và bác sĩ nói là kiểu như bú như thế nào? Bú máu hay là bú gì? Bú máu. Bú máu à? Dạ, bú máu bự, nó còn bự lên, nó bự nữa. Rồi, hay là còn nhỏ không bự bé quá. Bé đó là bé kiểu đau hay là cái gì không? Nó hình như trời mát cái gì đó, nó khóc. Tối nó khóc. Trời mát là khóc? Ừ. Là khóc suốt luôn hay là dạ, như khóc suốt. Khóc còn gần sáng mới nín, rồi chịu mình, ngủ. Mình có làm cái phương pháp nào cũng như là để cho bé chịu đi hay là như thế nào không? Không có làm gì hết trơn, dỗ bé rồi. Khó phải chịu dỗ bé cho nó nín. Rồi có cho thuốc uống hay là dạ, gì không? Không có. Cũng không có luôn dạ. Bởi vì nó cũng rất là ảnh hưởng cho bé luôn cả nhà. Đó là thực sự ra cái này mình cũng mới thấy luôn. Có tai thì
nổi lên một cục khá là bự nha cả nhà nha. Lúc đầu thì chỉ là một ngón tay thôi chị hả, Dạ. nhưng mà thời gian dần dần là nó cứ to ra to ra. Cái này để bé mà càng lớn là càng to nữa. Còn to nữa. Rồi chồng chị đi bán vé số vậy là cũng đi tới khi nào mới về lắm? Chút nó về. Một ngày vậy bán được nhiều không? Không được, ngầm ngày được, người ta cho được 100 tờ, không tới 100 tờ nữa. Bán vé số được không tới 100 tờ nữa là Ta có không nghĩa cho trả nữa, tại số không cho trả. à, ý là Mình cho phải bao nhiêu là mình bán nhiêu đó. bán cho hết số nhiêu đó. Ở đây thì mình cũng nhà tình thương như thế nào chị? Nhà tình thương người ta không có, lúc đầu là không có nền nhà ở luôn, nhà nước người ta cất cho luôn, người ta làm cho luôn, hàng gà hàng về người ta làm cho, À, cứ người ta thấy mua mấy nhỏ rồi kinh trước nhà nữa. người ta mua đất để xây nhà cho luôn Dạ, hả? xây nhà cho luôn. Vậy cũng tốt rồi cả nhà. Nói chung là cái cũng chỗ ở nói chung cũng tốt. Ở đây thì cái cuộc sống thì nó hơi khó khăn. Mà thấy bé này sao mà đầu tóc với lại mặt dính gì bù xù quá chị. Nó đi chơi lọ ở sau nhà rồi Rồi là nó không nghe, nó đi chơi hoài vậy đó, bắt mấy con được, con vịt với con chó ở sau nhà đó. Rồi hôm nay thì chị gọi tụi em xuống chia sẻ là cũng như mong muốn của chị như thế nào. Mong muốn là cho bé đặng hết cái mục đó, đi đi trị mục đó, đặng cho hết bé, cho nó bé nó dễ ngủ, tối dễ ngủ, tối nào cũng khóc, rồi hàng xóm người ta cũng phiền, nó khóc hoài, nó người ta ngủ không được nghe, À, kiểu như bé nó khóc hoài rồi hàng xóm cũng như người ta thì hay cũng phàn nàn à. dạ. Là thấy tính ra nhà chị cũng cách xa nhà hàng xóm mà đâu đâu. À, kế bên hả? Nhà hàng Dạ xóm kế bên hả? Kiểu khó như chịu bé bé khóc quá cho nên là ta cũng hơi khó ngủ hả? lắm. Vậy là bé khóc là từ khóc suốt luôn hay như thế nào? Nó khóc suốt một hồi, dỗ nó được nín một chút, nhắm mắt một chút là nó bắt đầu nữa vậy á. Rồi lúc còn nhỏ mà lúc mà sanh 1 2 tháng có khóc gì không? Thì không, Ủa sao mà tới bây nó giờ? 1 2 tháng thì nó còn nhỏ xíu, nó không có khóc gì hết trơn, nó không có thấy cái, không thấy đau, không có thấy mà nhức cái gì hết trơn á. Rồi tai nó rồi càng ngày càng nó dở dở, cũng bực bội, dở không nổi, không lên, nó muốn lên nó Tai cũng bé bực dở không bội. lên luôn hả chị? Nó dở, nó cũng chịu không Rồi nổi. chị có đi chích ngừa bé định kỳ không? Dạ có, Cũng có tháng đi. cũng có đi, Rồi, bác sĩ cũng không có nói gì về cục bú này hết. không có nói, hỏi người ta nói không có sao, không có sao, mà tới đi tới bên nó nằm viện, bị bệnh viện cái sách mình á, bác sĩ người ta lại khám chắc sáng, người ta nói bé này phải xuất viện, phải đem bé đi trị liền, không trị là không được, ta còn nói dặn gì nữa đó. Rồi mới nói, tôi mới nói gia đình hồi giờ khó khăn quá, không có thu nhập được gì hết trơn, giờ bé ở nhà, chịu cho bé ở nhà. Chị có từng đưa đi ra bệnh viện thành phố không? Không, không có đi đâu. Từ lúc sanh tới giờ là mình sanh ở đâu? Ở cái sách, Sanh ở bệnh viện viện này cái sách. luôn, bệnh Dạ. viện ở huyện mình. Dạ. Rồi cũng chưa có bao giờ ra Chưa tới có ra thành phố. cái này nếu mà chị mà nhà mình có bảo hiểm không? Dạ có. Cái này là chị phải đi ra trước mắt á là chị xin giấy chuyển viện lên thành phố trước. Dạ. Thành phố Sóc Trăng đó là xong coi tình hình như thế nào á mình mới chuyển đi mới được cái kiểu như giảm được. Còn mà chị đi một mạch lên tới đó sợ không có sử dụng bảo hiểm á. Dạ. Nó có bảo hiểm. Nhưng mà ở này thì cả nhà cũng biết cái bú này như thế nào có thể để lại bình luận để giúp cho gia đình nhé. Hoặc là có thể có cái phương thuốc ở nào đó để giúp đỡ cho bé nha cả nhà. Thì nói chung hiện tại mẹ của bé chỉ mong muốn lớn nhất để cho bé cũng như là hết cục bú này thôi. Tại vì bé hay khóc quá và cũng như rất là ảnh hưởng đến cho những người hàng xóm bên cạnh. Kiểu như bé khóc và người ta đi làm mệt về ngủ ngơi này kia cũng không được á. Nên cũng rất là khó khăn cả nhà thôi. Và bé là tên gì hả chị? À, tên Trần Thị Nari.
Trần Thị Nari Dạ. hả? Là bé gái luôn chị Bé ha? gái. Dạ. Rồi mấy bé trước á sanh ra cũng bình thường không có Bình gì. thường không có gì. Chỉ có bé này thôi Có bé là này. sanh ra là có cục bú này. Dạ. À, còn bé trai này thấy coi bộ bé trai này ngoan hơn bé gái nha. Thấy bé gái quậy quá. Là con trai tên gì? Ở đây chú hỏi coi. Con tên gì? Tin Nhiêu tuổi rồi con? Biết không? Không biết hả? Rồi ở nhà con có tiếp coi em không? Không tiếp hả? Rồi con học lớp mấy rồi? lớp một. Học lớp 1 thôi. Rồi giỏi nha con. Ừ. Rồi cái này thì mình đi mới mò ốc về hay gì đi chị? Dạ. Này là chị đi kiếm hả? Đi kiếm Kiếm lấy gì? cái gỗ đó, vớt. À, chị đi kiếm bán hay là sao đấy? Kiếm để ăn. Ăn thôi. Dạ. Cái này là ốc gì? Ốc bươu vàng hả? Ốc bươu vàng. Trời ơi. Rồi nhà mình xin phép vô nhà chút được không chị? Dạ từ. Dạ. À, xin mình vô đi trong á. Ở đây nói chung là nhà nhà cũng bé đông quá nên không có dọn dẹp hay sao chị? Không dọn dẹp không kịp luôn. Dạ tại bé quậy quá. Dạ. Nói chung là một mình mà coi tới Dạ. ba bé lận ăn. Rồi bé kia là 13 tuổi là cũng Dạ. có tiếp được phần nào không hay là đi bán vé số Dạ, đi thôi? bán vé số thôi à. Là ba với bán riêng hay bán chung với Bán lại chung với ba. bán chung luôn. Dạ. Có Bán. 100 tờ mà bán hai cha con luôn Dạ. hả? Đi xe đạp hay xe máy? Đi xe đạp mà chiếc hai cho con. Ờ. Con chiếc xe đạp. À. Ở trong đây để nằm ở dưới đất luôn hả? Dạ. Dạ, ở cái nhà, nói chung thì căn nhà gia đình cũng được sự hỗ trợ nên nói chung cũng đỡ đi. Này là góc học tập của bé hay gì đấy? Dạ có đồ là cái đó là bọc thuốc uống. À. Thuốc của ai? Thuốc của bé đó hả? Dạ thuốc của tôi À, chị cũng bị bệnh hay là sao? bệnh cũng cảm ho vậy đó thôi là mua thuốc uống đi khám mà có Dạ.